Thưa quý vị, cùng với nỗ lực chung của khu vực miền Trung và cả nước trong việc tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC với thủy sản Việt Nam, thời gian qua, ngành thủy sản Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác, đánh bắt trái phép. Một trong số đó là vận động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của ngư dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Theo thống kê, tờ Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, số vụ vi phạm các quy định đánh bắt bất hợp pháp của ngư dân trong thời gian gần đây ngày càng giảm. Hầu hết chủ tàu đã có ý thức hơn về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi khai thác trên biển, nhất là ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ, lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát hành trình trong quá trình vươn khơi. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tàu mà 15 mét trở lên thì khai thác vùng khơi thì tôi phải tuân theo của máy giám sát. Mấy hai nữa là khi máy giám sát thì phải lúc nào 24/24, khi về cũng phải lúc nào cũng phải ổn định. Chúng tôi đi thường là đâu có để vi phạm, thì cửa nào cũng thế, cửa nào cũng đi cũng đầy đủ. Ra Đà Nẵng là kiểm soát rất chặt, từ biên phòng đến cận có rồi tới có cái nhật ký rồi đầy đủ. Hiện nay, ngành thủy sản Đà Nẵng đang tiếp tục siết chặt các hoạt động khai thác, đánh bắt xa bờ, nhất là sau những khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây. Theo đó, trước 1 giờ đồng hồ cập cảng Thọ Quang để bán hải sản, các chủ tàu cá phải thông báo cho ban quản lý cảng cá và nộp nhật ký khai thác ngay khi tàu cập cảng. Sau khi kiểm tra hành trình của tàu cá thông qua cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, cũng như đối chiếu sản lượng, ngư trường khai thác ghi trong nhật ký, lực lượng chức năng tại đây mới cho phép tàu đưa cá lên bờ. Quy trình này được áp dụng chặt chẽ đối với toàn bộ tàu cá vào cảng. Tất cả tàu vào thì cũng đã khai thông báo và cảng cũng đã phối hợp với văn phòng đại diện để mà giám sát truy xuất qua cái hệ thống giám sát hành trình tàu cá để đảm bảo cho cái vấn đề là kiểm tra kiểm soát về cá. Ngoài việc nâng cao nhận thức của ngư dân và tăng cường xử phạt, ngành thủy sản Đà Nẵng phối hợp với các địa phương hỗ trợ thành lập các tổ đoàn kết trên biển và vận động ngư dân tham gia nhằm hình thành mạng lưới khai thác xa bờ hiệu quả, bền vững. Các tổ này không chỉ giúp nâng cao sản lượng khai thác mà còn giúp chia sẻ thông tin ngư trường, hạn chế các hoạt động đánh bắt trái phép.